Và thì hôm nay thì Thái Việt sẽ quay clip để cho các bạn biết là cái phòng vệ sinh của một cái công ty cơ khí ở Nhật Bản thì nó có sạch sẽ, nó có đẹp như các bạn tưởng tượng hay là không ha. Theo như chúng ta được nghe thấy thì các công ty Nhật Bản thì có nhà vệ sinh rất là sạch sẽ đó, sạch bong luôn đó, rất là đẹp, rất là gọn gàng đó. Vậy thì hôm nay Thái Việt sẽ quay review cho mọi người biết là cái phòng vệ sinh của công ty Thái Việt thực tế nó như thế nào và có giống như những gì người ta nói ở trên báo chí hay không. Thì ở trong công ty luôn thì sẽ có một cái cây gọi là cây mua nước tự động đây. Thì Thái Việt thường là mỗi ngày sẽ mất khoảng cỡ 1 đến 200 yên để mua nước uống. Thì có cà phê thì là mua, hầu như là mua cà phê để uống thôi. Đó. Thì mình cứ bỏ tiền xu vào là lấy nước thôi ha. Còn đi thẳng ra đây là có một cái phòng vệ sinh. Đó, như các bạn được thấy thì nó thực tế nó trái ngược hoàn toàn với những gì các bạn được biết đúng không ạ? Đó, cái chỗ rửa tay này nó rất là tai hại ha. Nó không có gì gọi là sạch đẹp hết ha. Đó, rất là bề bộn ha. Rồi thì qua bên này cũng có một cái bồn rửa tay nữa. Đó, có nóng lạnh luôn ha. Có nóng lạnh luôn nhưng mà rất là bẩn thưa các bạn. Thì hầu như là công ty cơ khí nào cũng bẩn bởi vì là dầu mỡ rồi là bụi bặm rất là nhiều. Nhưng mà có một vài công ty thì cũng người ta có nhân viên dọn thường xuyên thì cũng rất là sạch. Nhưng mà công ty của Thái Việt thì là không có người dọn. Thỉnh thoảng thì nhân viên đi dọn thôi, tự mình dọn thôi đó, nhưng mà rất là bẩn đó, chứ không phải là sạch bong bóng đâu. Chỉ có những công ty mà văn phòng hành chính thiết kế đồ thì mới sạch được thôi, chứ nếu mà xưởng xưởng cơ khí thì các bạn thấy là hầu như là bẩn như thế này cả đó. Test gợi ý này, rất là bẩn. Rồi cái chỗ đi vệ sinh này à, các bạn thấy không, vàng ố rồi là rất là bậy rạc, nói chung là bẩn không giống như những gì chúng ta tưởng tượng đâu ha. Và mà thậm chí là chỉ giải quyết nhanh nhanh để mà ra thôi, rất là bẩn đó. Thì cũng có mùi khó chịu nữa ha. Còn cái chỗ đi vệ sinh thì các bạn thấy này đó, bẩn không, quá bận luôn đó, quá bận luôn đó. Cho nên là đây là cái điểm mà Thái Việt chẳng bao giờ muốn vào, nhưng mà chỉ có một nơi duy nhất thế này nên mình cũng bắt buộc phải vào thôi đó. Thì như vậy là Thái Việt cũng quay cho các bạn thấy được là cái nhà vệ sinh ở Nhật Bản thì là của một cái công ty cơ khí hiện đại, máy móc hàng tỷ đồng. Tuy nhiên là cái nhà vệ sinh nó cũng không được là như sạch sẽ như những gì chúng ta tưởng tượng và như báo chí người ta biết nói về Nhật Bản đó. Thì thực ra mình cũng thông cảm được thôi, là bởi vì đấy là công ty cơ khí, với lại là cũng không có người nhân viên dọn thường xuyên cho nên là nó như vậy thôi. Thì mình cũng ráng vài ba năm rồi mình về nó, nói chung là nó bẩn hơn cả những cái nhà vệ sinh của trường học ở Việt Nam nữa. Rất là bẩn. Nhưng mà nó bẩn bấy lâu nay rồi nên nó cũng quen. Sống ở đây hơn 1 năm rồi nó cũng bẩn như vậy à. Rất là tệ. Các bạn nhìn thấy cái hành lang thấy tệ không ạ? Những gì chúng ta thấy trong clip, trong báo chí thì có lẽ là đó, những công ty gọi là công ty làm thực phẩm, làm văn phòng đồ thì nó sạch, nhưng mà hầu như công ty cơ khí thì là may lắm thì có một vài công ty nó sạch sạch hơn một chút thôi, chứ không đại đa số là như thế này cả, dầu mỡ rồi là bụi bặm rất là nhiều. Thôi thì clip này chắc mọi người cũng mà hiểu hơn về công ty thực tế, tình hình thực tế tại Nhật Bản rồi ha. Không có được xa hoa và hiện đại như các bạn, sạch sẽ như các bạn được thấy đâu ha. Thôi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một clip sau nữa nha.